Rồi, hello anh em, bữa nay mình giới thiệu cho anh em cái cách mà giới thiệu cho anh em cái chỗ đặt mua cái trứng ốc bu đen nha. À, rồi cách mà về mình cho nó nở ra rồi mình nuôi nó lớn lên để mình ăn thôi. À, nói chung là ốc mà mình tự nuôi tự ăn thì nói chung là nó cực kỳ ngon anh em ơi. Mà bây giờ nuôi ốc nó rất là dễ. Đó, ví dụ như mình có những cái thùng xốp như thế này nè, nuôi cá bảy màu nè, thì mình có thể thả vô chung luôn. Đó, để là mình nuôi nuôi ốc ha. Đó, ngoài ra ngoài này bên em còn có rất là nhiều chậu xốp nè, thì mình vừa trồng rau mình vừa nuôi ốc được luôn. Ví dụ như anh em có thể trồng sen á thì ốc nó không có ăn cây sen, rồi ốc á thì nó cực kỳ khoái những cái rêu nè, mấy cái rong rêu, mấy cái tảo nè, mấy cái mà lục bình, hoặc là đặc biệt là cái lá khoai mì á nè ha, lá khoai mì bèo nữa ha, đặc biệt là bèo này nè, bèo này rất là tốt. Thì đây là cái thùng mà mình ương nè. Thì cái link mà đặt mua cái trứng ốc bu đen này đó thì em có để dưới phần mô tả với lại phần bình luận á, anh em cứ bấm vô link của Shopee mình đặt mua thôi. Nói chung là 100g á là về á là anh em ấp ra nở đã luôn. Thay vì anh em đi ra ngoài chợ anh em mua mấy cái con ốc bu đen mà ốc lớn á, 1 kg á, thì anh em về anh em nuôi á thì nó rất là lâu nó mới đẻ trứng, rồi đẻ trứng rồi rất là lâu nó mới nở ra. Rồi 1 kg ốc bu đen bây giờ mà anh em mua thương phẩm á là nó cũng phải tầm 60-70 ngàn rồi. Anh em mua mà trứng ốc như này nè, về anh em tự ương ra rồi mà tính nó tự lớn lên luôn là nó sẽ ok hơn. Thì đây là mấy con ốc nó mới nở rồi nè anh em nè. À, chỉ có tầm 100 ngàn thôi, mình để là vài bữa là nó nở. Còn cái bèo này nè, cái bèo này á, là chỉ cần một cái bèo nhỏ thôi là anh em để chừng 1 tuần thôi là nó nở ra rất là nhanh luôn, nó nở kinh hồn thiệt nha. Đó, bèo này là mình xin của thằng bạn mình lúc trước là xin có một nhánh gì thôi nè, nhỏ xíu gì luôn nè, mà bây giờ nó nở phải nói là tài le nở. Nhiều khi mà ăn con ốc mà nó ăn không kịp á là nó kín mặt nước hết là phải dục bỏ nữa. Rồi đây là trứng nè, mình đang ấp nè nha, mình đang ủ ẩm thì mình lấy cái cây mình phủ lên đó, anh em thấy nè. Ốc thì bây giờ nó có nhiều loại nha, ốc ốc bu vàng, rồi ốc lát, rồi ốc đắng, nhưng mà ốc bu đen là đỉnh của chớp nha. Thì anh em thấy là mấy cái trứng ốc này là lúc mà mình mới mua đó là shop người ta bán là nó ra màu trắng nha, thì mình mới lấy cái khăn là mình ẩm, mình giữ ẩm đó. Rồi là anh em thấy màu đen là không phải nó hư đâu nha, màu đen là nó mới mở màu xám, rồi ra màu đen là nó mới mở nở ra con, mà nó nở ra con là bắt đầu nó rớt xuống dưới luôn. Mình sẽ làm một cái gỗ nè, thấy không, cái gỗ mà cái gỗ cách mặt nước chừng chút xíu thôi, thì khi mà cái trứng mà nó nở ra đó, là nó sẽ rớt cái bọc xuống dưới nước luôn đó, là cái con ốc nó sẽ, con ốc con nó sẽ tự chồi lên. Rồi tự chồi lên thì nó sẽ bám vô đây, nó bám vô mấy cái bèo nè, anh em thấy không, nó bám vô bèo cực kỳ luôn đó, nó bám vô đây nó ăn cái bèo đó, anh em thấy chưa, dữ dằn đó. Rồi là nó sinh trưởng lớn lên đó, chỉ 100g thôi. 100g này thì các anh shop nhá, ảnh bán, anh shop này thì cũng bên Phú Tân An Giang, cũng chung quê chung tỉnh với mình thì ở Châu Thành, ảnh ở Phú Tân, thì ảnh bán, ảnh có nguyên một cái vườn luôn, thì có bán ở trên Shopee á, anh em cứ đặt vô mua. 100g ốc này á là chỉ có 100 ngàn thôi đó, mà anh em ấp ra là đã luôn. Nhưng mà số lượng 100g là số lượng tối thiểu nha, thì mình mua về đó là anh sẽ gói vô trong mấy cái thùng xốp với lại mấy cái chống sốc á, nên là nói chung là anh em vận chuyển là thoải mái luôn đó. Rồi về mình lấy ra mình để vô đây, xong mình lấy cái khăn mình đậy nó lại đó, mình đậy nó lại. Rồi hàng ngày á là bắt đầu á là mình sẽ dưới nước lên cho cái khăn này nó giữ ẩm để cho cái trứng ốc nó ẩm thì khi nào mà tự nở tự rớt xuống luôn, rồi tự rớt xuống rồi thì nó tự lớn luôn anh em đó. Thì cái thùng này là chỉ là nước ở trong này thôi đó, rồi mình để bèo vô, rồi khi nào mà ốc nó lớn lên á thì lâu lâu cái mình đi nó ăn. Ban ốc thì anh em biết rồi, cái gì nó cũng ăn hết trơn á, ví dụ như mình ăn mà dưa hấu hoặc là mấy cái rau củ đồ này kia đó mà mình ăn mà bỏ ra hoặc là cắt bỏ mấy cái rễ đó là anh em cứ dục vô là nó ăn hết trơn, cái quỷ gì nó cũng ăn hết. Nhưng mà cái món khoái khẩu của nó là bèo tây này nè, hoặc là cái bèo nhỏ nhỏ này nè, cái bèo nhỏ nhỏ này là nó cực kỳ khoái nha, mà bèo này thì nó nở kinh hồn lắm, nó rất là nhanh đó. Còn không nữa đó là lá khoai mì ha, em hiểu bên vườn em lá khoai mì rất là nhiều đó. Sau đó là anh em đậy này lại, khi mà đang ẩm nè thì anh em đậy lại, khúc này thì nó cũng chưa có cần không khí lắm, anh em đậy kín cũng được mà hở chút xíu cũng được. Còn khi mà nó đã nở ra mấy ngóc con rồi thì mình hí ra, thậm chí mình tháo ra gì luôn cũng được đó, là nó nở ra là ok. Rồi tới lúc mà nó lớn lên rồi anh em là ăn mà mệt xỉu luôn đó. Thì hiện tại là bên em á, ngoài nuôi ở đây thì á là bên em á còn á là mua thêm cái bể bạc cao su, anh em bể bạc cao su anh em mua ngang 2 mét, ở ngang 1 mét, dài 2 mét thôi, nó chừng chút xíu vậy thôi là anh em thả luôn.
Thì phần 2 em sẽ làm cho anh em cái cách mà khi mà có con ốc này nó dưỡng lớn lên rồi đó, thì em sẽ làm cho anh em cái cách mà thả vô trong cái bể bạc cao su. Nếu mà anh em có diện tích thì mình chơi cái bể bạc cao su, còn nếu không á anh em chỉ cần á là nuôi ở trên này thôi đó, nuôi trong cái thùng xốp thôi hoặc là cái chậu xi măng này thôi. Em quay cho anh em xem ở ngoài này nè, ở ngoài này em có nguyên một đống luôn nè. Đây là cái chậu chậu kiển đó, anh em nhìn bèo nó nổi nè, quá trời luôn đó, nó bèo nó nổi cực kỳ luôn. Thì ở dưới này là ốc nha, ở dưới này là ốc, rồi trên này là sen nè. Cái lá sen thì nó có cái gai này nè, nên là con ốc nó sẽ không ăn nha. Nên là nếu mà anh em nuôi ốc á, thì một là anh em nuôi bèo nè, hai nữa là cái này nè, cái này là dừa nước nè, dừa cạn á, dừa nước chứ, lá dừa nước, cái này ăn ngon lắm mà nó nở cực kỳ luôn. Đây ốc nè anh em không, nè ốc nè, lớn nè, đó, thức ăn, ở đây thức ăn, đây ốc nữa nè, đó anh em thấy ăn ốc không? Nè. Em bắt lên nè, đó, có ốc nhỏ ốc con luôn nè, thấy không? Quá dữ luôn, ở đây nữa nè. Nó lớn rồi đó. Rồi ở phía dưới này á là có nuôi cá chê nữa. Anh em thấy không? Mấy con cá chê thì nó ăn tầng đáy, còn con ốc thì nó cũng ăn tầng đáy tầng mặt luôn. Đó anh em nhìn cái chậu em giữ chưa? Đó là vừa nuôi cá chê em chừng khoảng mới nuôi tầm khoảng 2 ngón tay thôi. Mấy con cá chê thì nó sống trong nước tù luôn anh em. Nước tù, nước động, rồi nước dơ, rồi nước thải, nước gì nó cũng sống trong mấy con cá chê, nó quỷ lắm. Đó, nên là mình nuôi cá chê chung với mà ốc này là ok nha. Rồi ngoài ra là anh em á để cái bèo này vô á, nó có tác dụng nó làm sạch nước, làm trong nước. Ví dụ nước mình nó bị húi, nó bị dơ á, thì khi mà mình để bèo này lên cái mặt nước á, nó tác dụng nó lọc nước á, thì cái thời gian mà mình thay á nó rất là kéo dài rất là lâu. Thậm chí bây giờ em làm cái chậu nãy em mới quay cho anh em á, là bây giờ lúc trước là khoảng 2-3 ngày thay, nhưng mà từ ngày mà cái bèo mà nó phát triển lên rồi á, nó không cần thay luôn, nước lúc nào cũng trong chứ. Đó, bây giờ là khoảng 1-2 tuần là còn chưa thay, nó không cần thay luôn. Mà bây giờ để ngoài trời á, mưa nó xuống á, là cứ vậy xài hoài luôn, không cần thay nước luôn nè nha. Đó, ở đây thì là cái hồ cá nè. Hồ này thì mình nuôi mấy con cá bảy mèo. Mấy con có ăn cá con thì hãy qua đây. Ở đây thì cá lớn. Đó, đây cá con. Đó, ok. Đó, anh em nào mua thì em để với cái link với phần bình luận nha. Có link Shopee luôn. Cứ vậy là đưa vô là nó nở ra thôi. Rồi, phần 2 anh em nhớ bấm đăng ký follow kênh để theo dõi phần 2 bên em ha.